Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi kiểm tra thực tế công tác bàn giao, tiếp nhận và vận hành 22 điểm bán hàng của Công an thành phố cho Sở Công Thương nhằm góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội. Đến kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại thành đoàn Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường. Vì vậy, Sở Công Thương thành phố cần nhanh chóng tìm thêm các điểm tập kết hàng hóa, chuẩn bị nguồn hàng để đáp ứng yêu cầu sống chung với dịch về lâu dài. Tại điểm bán hàng bình ổn giá ở đường Bình Minh 5, quận Hải Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Công Thương tiếp tục làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ bước đầu cho doanh nghiệp và địa phương trong việc vận hành điểm bán hàng. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng thực phẩm cũng như công tác bán hàng tại đây, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch của thành phố. Theo Sở Công Thương thành phố, khi tiếp nhận các điểm bán hàng của Công an thành phố, doanh nghiệp sẽ chủ động các nguồn hàng, đưa đến các điểm bán để phân phối cho các ban điều hành địa phương và người dân. Về mặt giá cả thì Sở Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp là cố gắng cung ứng mặt hàng hóa với mức giá cả phù hợp, và Sở cũng đề nghị Ban An toàn Thực phẩm, Cục Quản lý Thị trường cùng tham gia vào theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhằm mục đích là đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hóa và đảm bảo giá cả được duy trì ở mức phù hợp cho người dân. Hiện 22 điểm bán hàng tại 4 quận gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ đã đi vào hoạt động từ hôm nay cho đến ngày 12 tháng 9. Thời gian từ 7 đến 11 giờ mỗi ngày, cung ứng các mặt hàng như gạo, mì tôm, thịt heo, gà vịt, cá tươi, trứng gà, rau xanh, củ quả, gia vị. Sở Công Thương thành phố cho biết đã huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và địa phương trong việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm bán hàng. Sự hỗ trợ của Công an thành phố trong việc vận hành duy trì các điểm bán hàng, đảm bảo kịp thời vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến tay người dân trong thời gian nhanh nhất với mức giá bình ổn.